Lạy Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con xin được phép chia sẻ thêm một tin vui vãng sanh nữa để kết thúc chương trình hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính bạch cư sĩ Diệu Âm, kính thưa ban tổ chức đường Zoom hộ niệm thế giới, kính thưa ban hộ niệm xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Con là Nguyễn Thị Chính, 60 tuổi. Hiện cư ngụ tại thôn Đại Thành, xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chồng con là Trần Kiều, 67 tuổi, là cán bộ, đảng viên, bí thư đảng ủy xã Mương Máng. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ông rất hiền hòa, giúp đỡ mọi người. Nghề chính là thợ mộc. Chúng con có hai người con trai đã lớn. Năm 2020, ông bị bệnh phổi, đưa đi điều trị nhiều nơi, cũng như trung tâm Lao, bệnh viện Lao, thành phố Hồ Chí Minh. Sức khỏe yếu dần. Ông bị di căn ung thư, quá kiệt sức, gia đình quyết định nhờ ban hộ niệm xã Mương Máng, chú Mười Dinh phụ trách. Qua 4 ngày đêm hộ niệm, đến lúc 22 giờ 45 phút ngày 20 tháng 11, ông đã ra đi trong tiếng niệm Phật không gián đoạn. Sau 13 tiếng đồng hồ thăm thân thể ông mềm mại, cầm rớt xuống, da mặt hồng hào. Từ lâu nay ở bên cạnh nhà chú Mười Dinh mà không tin, không tham gia, nay nhờ có lời khuyên của ban hộ niệm đã tin tưởng, gia đình chúng con sung sướng vô cùng. Chồng cha chúng con đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Vợ chồng con có đi chùa lễ Phật nhưng chưa được nghe hoặc thấy hình thức nào trong nghi lễ cũng như lạy xá đều chưa biết. Nay chú Mười tặng cho con nghe khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm. Chú Mười có cho con xem qua chương trình hội thảo hộ niệm thế giới của cư sĩ Diệu Âm, quá tuyệt vời. Con cầu mong ban tổ chức và cư sĩ Diệu Âm duy trì mãi mãi cho chúng con học hỏi. Phàm phu lo làm ăn không nghĩ đến vấn đề tâm linh, nhất là trong tu học của đạo Phật. Mong tất cả chư vị đã tu học hãy chỉ dạy cho chúng con với. Chúng con luôn lắng nghe, hành theo pháp hộ niệm như chồng con hôm nay. Giờ con chỉ biết chúc phúc cư sĩ Diệu Âm, ban tổ chức đường Zoom, ban hộ niệm xã Mương Máng đã giúp đỡ cho chồng cha chúng con được vãng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.